Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cuộc Sống Khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay, câu chuyện y tế sẽ kể về niềm vui của những người cao tuổi trong thời đại 4.0. Chuyển đổi số của người già mang lại nhiều tiện ích. Cuộc trò chuyện giữa phóng viên của chương trình với bác sĩ sẽ cho biết về những dấu hiệu tăng huyết áp ở người trẻ tuổi trong buổi hỏi đáp y tế. Tiểu mục sổ tay y học mở đầu chương trình sẽ là hướng dẫn cách bấm huyệt giúp chống mỏi mắt và cách xử trí khi trẻ trên 2 tuổi bị hóc dị vật. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Mắt mỏi, đau nhức là tình trạng xảy ra phổ biến ở hầu hết mọi người khi đôi mắt phải làm việc thường xuyên, liên tục trong thời gian dài mà không được nghỉ ngơi. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ dẫn tới suy giảm thị lực và gây ra các bệnh lý về mắt. Theo y học cổ truyền, mắt mỏi và các vấn đề khác về mắt nảy sinh là do các đường kinh mạch bị tắc nghẽn, khí huyết bất thông. Dây ấn lên các huyệt vị sẽ giúp khơi thông dòng chảy năng lượng trong các đường kinh mạch, tăng cường vận chuyển dinh dưỡng lên vùng mắt, giúp mắt được thư giãn, bớt mệt mỏi, phòng chống lão hóa mắt và giúp mắt sáng hơn. Sau đây, bác sĩ Nguyễn Diễm Hương, Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hưng Yên sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách bấm huyệt để tốt cho mắt. Hôm nay tôi xin phép được giới thiệu đến quý vị khán giả phương pháp xoa bóp bấm huyệt trong đông y để cải thiện thị lực, giúp cho mắt sáng. Trong xã hội hiện đại ngày nay, ngoài vấn đề do tuổi tác gây nên, còn có nhiều vấn đề gây nên mờ mắt do ô nhiễm môi trường, do sử dụng thiết bị điện tử, ánh sáng xanh và stress, mất ngủ khiến cho mắt bị mờ. Trong đông y, nguyên nhân gây mờ mắt nó là yếu tố can thận âm hư cũng như khí huyết hư yếu dẫn đến tình trạng kinh lạc, nuôi dưỡng mắt không được đầy đủ khiến cho mắt bị mờ. Trong đông y, phương pháp xoa bấm huyệt cũng kết hợp với dưỡng sinh giúp cải thiện thị lực của bệnh nhân mà khi chưa cần đến phẫu thuật. Phương pháp này có thể sử dụng cho mọi đối tượng có nhu cầu về cải thiện thị lực sáng mắt. Tuy nhiên, phương pháp này chống chỉ định trên những bệnh nhân có vấn đề về da, vùng mặt cũng như mắt, bệnh nhân còn đang có mụn nhọt, u cục hoặc bệnh nhân có bệnh lý về ngoại khoa đang trong tình trạng mệt mỏi, khó thở, sốt cao, nhận thức mơ hồ. Quy trình thực hiện phương pháp này thì trước hết là bạn cần phải rửa tay sạch sẽ, vệ sinh móng tay gọn gàng để không làm tổn thương vùng da mắt cũng như vùng da mặt. Sau đây tôi xin phép được giới thiệu phương pháp này. Trước hết là bạn xoa hai bàn tay vào nhau để tạo sức nóng cho hai lòng bàn tay. Sau khi xoa nóng, mình sẽ áp vào vùng da mắt. Làm động tác này trong khoảng 10 lần. Khi làm cái này, các bạn chú ý là để cho cái phần lòng bàn tay này chúng ta áp vào mắt để các ngón tay này không đè trực tiếp vào nhãn cầu vào mắt. Động tác thứ hai sẽ là vuốt vùng da mi mắt. Bạn dùng hai ngón tay trỏ và ngón tay cái đặt ở phần dưới của mi mắt và dưới cung lông mày, vuốt sang hai bên và có thể là hơi kéo nhẹ góc cuối vào với nhau. Động tác này sẽ làm nóng vùng da mi và cũng như kích thích cho khí huyết lưu thông ở đây. Ngoài ra, đối với các đối tượng còn trẻ thì phương pháp này còn có thể dụng nó là giảm nhăn. Làm động tác này trong vòng tầm khoảng 15 đến 20 lần. Chú ý là động tác này làm với một lực tác động vừa phải, không mạnh. Động tác thứ ba là sẽ vuốt cái cung lông mày, đặt hai ngón tay cái ở đầu cung lông mày, sau đó vuốt dọc theo cung lông mày, vuốt ra đến chỗ lõm ở phía đuôi mắt và chúng ta có thể hơi ấn nhẹ ở đấy. Đấy là vị trí của huyệt thái dương. Làm động tác này tầm khoảng 15 đến 20 lần. Tác dụng lưu thông khí huyết ở vùng cung lông mày, chỗ này cũng là vị trí của các cơ bám của mi mắt. Động tác tiếp theo là động tác xoay vòng quanh mắt. Chúng ta có thể thực hiện theo hai cách. Một là bạn đặt hai tay xoay ra đến hai bên. Động tác thứ hai là kéo lên từ dưới ra lên trên. Ngoài ra có thể dùng hai ngón tay trỏ vuốt từ sống mũi đưa theo cung lông mày, dưới cung lông mày đến đuôi mắt, đưa vòng lại vào vùng mũi sau lại xoay vòng tròn như vậy. Động tác này sẽ giúp kích thích lưu thông các huyệt ở xung quanh mắt, những huyệt mà vị trí gần với mắt, nhãn cầu mà chúng ta sẽ không bấm mà sẽ chỉ xoa để kích thích thôi ạ. Trong những trường hợp mà hiện tại nhà lực quá mạnh sẽ gây tổn thương đến mắt thì chúng ta chỉ nên dùng phương pháp này để kích thích vùng da cũng như huyệt xung quanh. Động tác này nằm khoảng 10 đến 20 lần.
Dị vật đường thở là trường hợp những dị vật có thể là chất rắn lỏng thông thường trong cuộc sống xâm nhập vào đường hô hấp ở vùng mũi, miệng, từ thanh quản đến phế quản. Những tình huống mắc dị vật đường thở rất dễ xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Đây là một tai nạn sinh hoạt có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, gây ra nhiều biến chứng, thậm chí có thể tử vong. Ngay sau đây, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hữu Tân, trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà sẽ hướng dẫn quý vị sơ cấp cứu hóc dị vật đường thở ở đối tượng trẻ trên 2 tuổi. Đối với trường hợp mà dị vật đường thở mà gây tình trạng khó thở, tím tái hoặc là hôn mê thì chúng ta phải gọi hỗ trợ, gọi cấp cứu và tiến hành lấy dị vật ra ngoài. Sơ cấp cứu dị vật cho trẻ lớn thì cũng có 2 phương pháp. Một là phương pháp vô lưng. Thì trẻ khi đó thì trẻ có thể là đứng bên cạnh chúng ta. Do trẻ nằm trên hai đùi chúng ta hoặc trẻ quỳ xuống để trường hợp trẻ lớn. Tay chúng ta giữ đầu trẻ, tay chúng ta giữ đầu trẻ để tránh sao chấn. Và động tác ấn bằng các gót bàn tay, chúng ta không dùng cả ngón tay thì không đủ lực. Bàn tay và bụng ấn 5 lần trong cú phỏng. Đấy là cho trẻ là cho đứng quỳ và gập vào đùi của mình. Thực hiện là chúng ta ấn 5 lần. 1, 2, 3, 4, 5. Sau 5 lần chúng ta lại kiểm tra. Trong trường hợp mà dị vật ra ngoài thì đường thở được thông thoáng thì trẻ có thể thở được và da trẻ không gặp trở lại thì chúng ta thành công. Trong trường hợp mà dị vật chúng ta ấn mà dị vật vẫn không ra ngoài thì chúng ta phải chuyển sang biện pháp gọi là nghiệm pháp Heimlich. Nghiệm pháp Heimlich thì đối với trẻ thì là chúng ta có thể là ngồi hoặc quỳ sau trẻ. Trẻ lớn cũng có thể nhỏ như này nên chúng ta phải ngồi hoặc quỳ sau trẻ, hai tay ôm lấy trẻ. Đấy. Tay trái tạo thành nắm đấm đặt vào vị trí ở giữa xương hức vùng thượng vị trên xuống, nắm đấm quay vào trong. Tay còn lại nắm chặt, đầu hơi chết về phía trước và thực hiện động tác kéo lên trên ra sau 5 lần. Tôi thấy rằng 1, 2, 3, 4, 5. Sau 5 lần chúng ta lại kiểm tra. Nếu mà dị vật đã ra ngoài thì đường thở của trẻ được thông thoáng thì trẻ không hào trở lại thì chúng ta thành công. Trong trường hợp mà dị vật không ra ngoài, trẻ vẫn còn tím tái hoặc phân hôn mê thì chúng ta lại chuyển sang biện pháp vô lưng. Luân phiên nhau giữa biện pháp vô lưng và ngực cho đến khi dị vật được tổng ra ngoài hoặc có đơn vị cấp cứu đến hỗ trợ. Tăng huyết áp ở người trẻ tuổi là dạng bệnh lý khá phổ biến hiện nay. Tình trạng huyết áp tăng cao gây nhiều tác động xấu đến sức khỏe và hiệu quả công việc. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, tăng huyết áp ở người trẻ làm sớm hình thành xơ vữa động mạch và tiến triển sớm các bệnh lý tim mạch. Vì vậy, việc phát hiện sớm và điều trị sớm tăng huyết áp ở người trẻ góp phần ngăn ngừa biến chứng và hạn chế yếu tố nguy cơ bệnh lý tim mạch. Sau đây, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Phương, Phó trưởng khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn những thông tin hữu ích về vấn đề này. Quy định là bệnh nhân trẻ tuổi tăng huyết áp là bệnh nhân dưới 35 tuổi. Thế còn từ 35 tuổi trở lên thì coi là những bệnh nhân bình thường rồi. Ngoài những biểu hiện tại các cơ quan đích, ví dụ như là tim mạch này, hay đánh trống ngực, hồi hộp này, tức ngực, khó thở này, đau đầu này, thì có những trường hợp, có những biểu hiện mà đó đã là biến chứng của cơ quan đích rồi. Ví dụ như là tai biến mạch não, vỡ phình mạch não hoặc là suy thận. Bởi vì tăng huyết áp rất hay gặp ở những người bệnh nhân bị suy thận. Có những bệnh nhân mà suy thận mãn tính ở giai đoạn nặng vô tình đi khám phát hiện ra tăng huyết áp và đi khám xét nghiệm máu lại phát hiện thêm ra là suy thận. Có những người thì một số trường hợp là bị mắt mờ, nhìn mờ do tổn thương võng mạc đánh mắt. Điều trị tăng huyết áp thì bao gồm song song hai việc. Thứ nhất là chế độ sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân và tuân thủ điều trị bằng cách uống thuốc. Thì chế độ sinh hoạt của bệnh nhân là đóng một vai trò cũng tương đối quan trọng.
Sinh hoạt thì mình phải chia ra làm hai phần. Thứ nhất là về chế độ dinh dưỡng, thứ hai là chế độ tập luyện thể dục thể thao hàng ngày. Về dinh dưỡng thì với những bệnh nhân tăng huyết áp thì nên tuân thủ chế độ là ăn nhạt, ít muối. Cái số lượng muối bệnh nhân ăn một ngày thì Hội Tim Mạch Việt Nam khuyến cáo là nên ăn từ khoảng 2 đến 4 gram. Tuy nhiên để cân đo đong đếm là 2 đến 4 gram muối một ngày thì tương đối khó. Thì với những bệnh nhân tăng huyết áp thì mình nên thực hành bằng việc là khi mình nấu thức ăn thì mình gia giảm thêm ít muối, ít mì chính. Khi mình ăn những cái đồ ăn cần phải chấm thì mình cũng chấm nhẹ thôi, không nên chấm nhiều. Thứ hai nữa là với cái việc khi mình bị tăng huyết áp rồi thì mình hạn chế ăn những đồ thức ăn nhiều dầu mỡ. Khi nhiều dầu mỡ thì nó sẽ làm tăng xơ vữa, tăng mỡ máu lên và sẽ tăng xơ vữa thành mạch, làm cái việc điều trị huyết áp sẽ khó hơn. Thứ ba là hút thuốc lá thì cũng nên bỏ thuốc lá. Thuốc lá nó cũng làm gây tăng xơ vữa và làm cứng thành mạch thêm nhiều. Hạn chế uống rượu bia và những đồ chất kích thích để cho ít bị giãn mạch và cái việc điều trị huyết áp cũng sẽ kiểm soát dễ dàng hơn. Bệnh nhân cần được tuân thủ điều trị. Khi mà bệnh nhân đã được chẩn đoán độ tăng huyết áp, được lựa chọn thuốc huyết áp phù hợp với bệnh nhân thì bệnh nhân cần tuân thủ toa thuốc của bệnh nhân kê đơn. Nếu trong quá trình uống thuốc mà huyết áp chưa đạt mục tiêu, bệnh nhân cũng cần đến khám lại và để bác sĩ chỉnh lại đơn thuốc, có thể tăng hoặc giảm liều thuốc. Khi mà gặp tác dụng phụ khác, ví dụ như là ho hoặc là phù hoặc là tim đập nhanh thì cũng cần đến khám để bác sĩ có những cái lựa chọn thuốc, thay đổi thuốc phù hợp nhất cho từng bệnh nhân. Hiểu sự cần thiết và tiện ích của công nghệ trong cuộc sống hiện đại, nhiều người cao tuổi cố gắng tiếp cận, tích cực sử dụng thiết bị công nghệ thông tin để làm phong phú đời sống tinh thần, đồng thời để phục vụ cho chính công việc hàng ngày không bị lạc hậu trong thời đại công nghệ 4.0. Câu chuyện y tế ngày sau đây sẽ kể về niềm vui của người cao tuổi từ những tiện ích chuyển đổi số. Nếu như trước đây bà Hiên ở khu phố Bái Sậy, phường Quang Trung chỉ quen dùng điện thoại phổ thông, ít có chức năng, thì hiện nay bà gần như sử dụng thành thạo các chức năng cơ bản của điện thoại thông minh và những ứng dụng mạng xã hội. Từ ngày biết dùng điện thoại thông minh đến giờ, ngày nào bà cũng kết nối trò chuyện với con cháu, người thân qua Zalo mà không tốn phí điện thoại. Trong cuộc sống mình thấy nó vui hẳn lên, hiện đại hẳn lên. Kết nối với gia đình này, xong đến bạn bè này, thế rồi là kết nối với xã hội này, trong cái việc như là khám chữa bệnh chẳng hạn, có hết giấy tờ trong điện thoại rồi, thì khi đi khám bệnh là mình không phải mang thẻ bảo hiểm này, rồi nhiều khi còn quên cả căn cước công dân này, thì đến là cứ mở máy ra là coi như là được các bác sĩ là coi như là chấp nhận luôn. Nhiều năm nay, bà Liên đã quen việc sử dụng điện thoại thông minh trong cuộc sống hàng ngày. Nhờ điện thoại thông minh kết nối Internet đã giúp bà đọc báo, xem chương trình giải trí, mở lại các chương trình đã phát trên TV, tham gia lập hội, nhóm trên Facebook, Zalo. Đặc biệt, việc đi mua sắm không cần mang theo tiền mặt khiến bà bớt lo chuyện mất cắp, nhầm lẫn. Cuộc sống của mình lúc nào cũng vui, khỏe, trẻ, không như những năm trước kia. Tổ dân phố chúng tôi là vừa qua là làm cái định danh điện tử cho công dân ở cái độ tuổi cao tuổi này là rất thành công, đạt hơn 90%. Có cái mã định danh điện tử, muốn làm một cái việc gì đấy cũng rất là thuận lợi. Khu phố Bái Sậy, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên có 110 hội viên. 90% trong số đó đã sử dụng thiết bị điện thoại thông minh. Ngoài sử dụng thiết bị công nghệ để cập nhật thông tin, kết nối với người thân, thanh toán tiền trực tuyến, nhiều người cao tuổi còn ứng dụng giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VID, bảo hiểm xã hội số để đăng ký khám chữa bệnh thay cho bảo hiểm y tế. Có nhiều tuổi khi mới tiếp cận với thiết bị công nghệ thông tin còn hạn chế do tuổi cao, mắt kém hay tay chậm. Chúng tôi là những người cao tuổi sử dụng cái điện thoại thông minh, nó có nhiều khó khăn, tức là một là sử dụng cái bàn phím thì chữ nó cũng nhỏ thì nhìn hạn chế, thứ hai là khi đánh những tin nhắn nó cũng sai chính tả, con cái hoặc các cháu là hướng dẫn ấy, thì đôi khi là chúng tôi quên cái động tác. Dù vẫn còn nhiều trở ngại nhưng được sự động viên của con cháu, có nhiều người cao tuổi dần làm quen và thành thạo sử dụng điện thoại, máy tính. Có thể thấy, sự kiên nhẫn hỗ trợ, động viên từ cộng đồng xung quanh sẽ giúp họ có động lực học hỏi và tận hưởng lợi ích của công nghệ thông tin trong cuộc sống hàng ngày. Người cao tuổi của chúng ta là nên sử dụng điện thoại thông minh thì giúp chúng tôi thấy vui vẻ và hoạt động công tác là rất là hiệu quả, có nhiều cái tiện ích trong cuộc sống. Từ đây, chương trình Cuộc Sống Khỏe xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.